Alo quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng tất cả mọi người trở lại kênh của Tony nha. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tony sẽ chia sẻ với các bạn và cập nhật với các bạn về những cái thông tin mà về cái vụ bạo loạn ở Mỹ đang diễn ra trong 6 ngày vừa qua. Và cũng chia sẻ với các bạn một cái tin buồn cho người Việt của mình là trong cái đám bạo loạn hôi của cướp bóc này thì cũng có người Việt của mình đã bị bắt. Và chi tiết như thế nào thì mời các bạn theo dõi cái video. Nếu bạn nào đã biết những cái thông tin này rồi thì các bạn có thể xem những cái video khác trong kênh của Tony. Còn những bạn nào mà chưa biết cái thông tin này thì mời các bạn xem cái video này để biết những cái thông tin mà Tony cập nhật về cái tình hình bạo loạn trong 6 ngày qua, cũng như là về nước Mỹ, cũng như là về có người Việt Nam của mình trong cái đám biểu tình và bị bắt và ở đâu. Mời các bạn theo dõi nha. Rồi một lần nữa tôi này xin nhắc lại, tôi này chỉ là người chia sẻ thông tin, cập nhật thông tin. Rồi nếu bạn nào thấy cái video nó hữu ích thì các bạn bấm like và nhấn nút share để mọi người cùng biết. Và nếu bạn nào lần đầu tiên vào kênh của Tony thì bấm nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để ủng hộ tinh thần nha. Rồi thì trong 6 ngày vừa qua, cũng như các bạn đã biết, khắp nơi toàn nước Mỹ hầu như là rất là nhiều thành phố đã xảy ra những cái cuộc biểu tình bạo loạn, cướp bóc, đốt nhà, đốt xe, quánh lộn. Đó, nói tóm lại là hôi của. Ok, thì có rất là nhiều thành phố hiện tại bây giờ đã ban hành cái lệnh giới nghiêm các bạn nhé. Cho nên các bạn ở ngay cái thành phố nào, các bạn phải cập nhật cái thông tin này, tại vì có rất là nhiều thành phố từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng là cái lệnh giới nghiêm, hoặc là 8 giờ đêm đến 6 giờ sáng là lệnh giới nghiêm. Cho nên mình phải cập nhật để mình đừng đi ra khỏi nhà trong cái giờ giới nghiêm đó, rất là nguy hiểm cho mình là điều thứ nhất, và mình có thể bị cảnh sát hỏi cung hay là bắt là điều thứ hai, hoặc là mình có thể đi lạc vào cái chỗ đám mà coi như là bạo loạn biểu tình là điều thứ ba, nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của mình các bạn. Cho nên hiện tại bây giờ tôi này khuyên các bạn đang ở tiểu bang nào, đang ở thành phố nào, các bạn phải cập nhật với cái nơi đó để các bạn biết cái giờ giới nghiêm là giờ nào và giờ không giới nghiêm là giờ nào là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các bạn đi ra khỏi nhà, các bạn phải make sure Google hay là tìm hiểu thông tin là nếu cái con đường đó mình đi mà nó có đi ngang cái chỗ bạo loạn thì các bạn đừng nên đi, phải đi con đường khác, hoặc là đừng nên đi luôn, ở nhà luôn cho nó chắc ăn các bạn nhé. Tại vì có rất là nhiều thường dân đã bị đập xe chỉ vì chạy ngang cái chỗ biểu tình, cái chỗ bạo loạn các bạn. Đó, rồi thì ngày hôm qua thì cũng như là tôi đi cập nhật thông tin là tối hôm qua thì có 60 mật vụ trong tòa Bạch Ốc, nó gọi là Secret Service đó các bạn, 60 mật vụ đã bị thương. Tại vì ngày hôm qua có một cái cuộc cũng có một cái cuộc biểu tình ngay trước cái tòa Bạch Ốc. Ok, rồi các bạn có biết cái nhà thờ mà St. Paul kế bên cái nhà thờ này, nó 1810 mấy đó các bạn, nó được xây lên khoảng cái thập niên cái 18 đó các bạn, 1810 mấy đó. Ok, thì ngày hôm qua nó cũng bị đốt. Ok, rồi lại có một thông tin này tôi này muốn chia sẻ với các bạn nữa là vào đêm thứ sáu. Ok, thứ sáu là ngày mấy đi? Ok, thứ sáu là ngày 29 tháng 5. Ok, thì tổng thống Trump đã được coi như mật vụ đưa xuống hầm trú ẩn trong tòa Bạch Ốc, là tại vì bên ngoài đó các bạn, bên ngoài á nó có biểu tình bạo loạn. Ok, rồi thì lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều động vào thủ đô Washington theo lệnh của ngũ giác đài nhằm bảo vệ an ninh cho tòa Bạch Ốc các bạn nhé. Thì nói tóm lại thì mấy ngày vừa qua, bên cạnh là bạo loạn khắp nơi các thành phố thì ngoài tòa Bạch Ốc cũng có những cái sự bạo loạn luôn các bạn nhé. Cho nên đêm thứ sáu thì tổng thống Trump đã được mật vụ đưa xuống hầm trú ẩn để cho an toàn đó các bạn. Ok, rồi thì cái nhà thờ mà Tony mới vừa nhắc với các bạn đó, nó được xây lên vào cái thế kỷ thứ 18 mà bây giờ nó cũng bị bạo loạn đốt cháy luôn các bạn. Các bạn thấy dễ sợ chưa? Đó, thì trong những cái cuộc biểu tình bạo loạn này, ok, thì cũng có người Việt Nam của mình, cũng có người Việt Nam của mình, không phải nhiều nhưng mà cũng có một số ít các bạn nhé. Thì theo như Tony mới vừa cập nhật được một cái thông tin á, thì cũng có một thì cũng có người Việt Nam của mình ở tiểu bang Oregon đã coi như bị bắt về hai tội. Tội thứ nhất là
bạo động, bạo loạn, ok. Tội thứ hai là cướp bóc, đó, tức là đã bị bắt vì hai cái tội này. Và các anh chàng này tên là Steve, họ Nguyễn, tên Steve, Steve Nguyễn, ok, 21 tuổi, ở tại thành phố Oregon, đó. Thì trong cái bản tin của đài Fox News thì người ta có đưa ra những cái danh sách của những người bị bắt đó, các bạn, bị cảnh sát bắt á, thì trong đó có một người Việt Nam này nè, tên là Steve Nguyễn, 21 tuổi, ok. Thì các bạn thấy rồi đó, những cái gì mà nó đưa lên trang mạng xã hội thời buổi này á, các bạn biết không, không phải chỉ có trong nước Mỹ xem đâu, mà có thể nó đi luôn toàn thế giới xem. Các bạn thấy không, nó rất là coi như là có thể nói là nó cũng cái người Việt Nam mình cũng hơi bị nhột các bạn. Người ta nói một con sâu mà có, nó làm sầu nồi canh đó các bạn, thấy không? Thì nó thiệt với các bạn, thì đi biểu tình ôn hòa, ví dụ đi đòi công lý là cái chuyện đó bình thường ở cái nước Mỹ này. Cái chuyện đó thì coi như là nó đúng theo cái luật pháp, tại vì nước Mỹ là một cái nước tự do ngôn luận và tự do biểu tình. Nếu các bạn biểu tình theo cái kiểu ôn hòa, không có bạo loạn, không có cướp bóc, không có đốt nhà, đốt xe, đốt building, rồi đập phá những cái tiệm tùng của những người dân mà người vô tội làm ăn bình thường, giống như tiệm nail, nhà hàng, chợ búa, các bạn không, thì đó là bình thường. Tức là các bạn không có làm những cái điều đó thì các bạn được coi như là tự do biểu tình, tự do ngôn luận, đúng không? Còn cái này các bạn, cái này không phải là đi đòi công lý các bạn. Theo như mình thấy thì trong 6 ngày vừa qua, những cái cuộc biểu tình bạo loạn này á, không có thấy một ai nói đi đòi công lý, toàn là đi lấy đồ của người khác không á các bạn. Nó tóm lại là như vậy, toàn là đi cướp bóc, rồi đập phá, rồi đốt xe, đốt nhà, đốt building, đốt nhà băng, đốt chợ búa, toàn là đi cướp phá thì đúng hơn, chứ không phải là đi đòi công lý các bạn. Nếu các bạn thấy á mà Tony nói mà nó không có đúng thì các bạn có thể comment bên dưới để chia sẻ nha. Nhưng mà theo cái quan điểm của Tony thì Tony thấy nó đi cướp bóc thì nhiều hơn là đi đòi công lý các bạn. Đó, thì hiện tại bây giờ thì người Việt Nam mình cũng bị nêu tên trong cái những danh sách mà bị bắt vì đi bạo loạn, cướp bóc, đập phá đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thì hiện tại bây giờ thì mình không có nắm rõ được bao nhiêu người Việt mình đã bị bắt trong những cái cuộc bạo loạn trong 6 ngày vừa qua. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình mới cập nhật được, đó là cái người mà mình mới vừa nêu tên với các bạn ở tại tiểu bang Oregon. Đó, bị hai tội, bị cảnh sát cáo buộc hai tội. Tội thứ nhất là bạo loạn, tội thứ hai là cướp bóc. Đó, các bạn thấy gì chưa? Tại sao phải làm như vậy? Trong cái thời buổi bệnh dịch, chính phủ đã hỗ trợ cho người dân ở Mỹ biết bao nhiêu rồi, các bạn thấy không? Vừa hỗ trợ tiền, vừa hỗ trợ tiền thất nghiệp. Đó, vậy thì các bạn thấy không? Còn đòi hỏi gì nữa, đúng không? Mình đâu có bị chết đói đâu, đúng không các bạn? Thật sự là người dân ở Mỹ hiện tại bây giờ, Tony, theo mình như cái quan điểm của Tony thì không ai bị chết đói vì dịch hết. Mà không hiểu tại sao có một cái phần tử nhỏ nào thôi hùa theo vào cái dòng mà người biểu tình bạo loạn này để mà đi phá đám, rồi đi cướp bóc, rồi đi làm những cái chuyện mà bây giờ phải coi như là cái người Việt Nam mình ở hải ngoại bị mang tiếng đó các bạn nhé. Các bạn có biết không, trong cái thời điểm mà một hai tháng vừa qua mà nước Mỹ này bị bùng phát cái vụ bệnh dịch đó các bạn, bên cạnh mà chính phủ cho tiền các bạn á, nhiều thành phố người ta còn có những cái food bank á các bạn. Cái food bank tức là người ta phát đồ ăn cho người dân nữa các bạn. Người ta không muốn người dân mà bị chết đói, các bạn thấy chưa? Đó, thành ra Tony suy nghĩ lại, cái chuyện đi đòi công lý này hình như là chỉ là một cái lý do thôi các bạn. Chứ thật sự thì trong 6 ngày vừa qua, những cái cuộc biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ, tất cả các thành phố lớn, khắp mọi nẻo đường từ thủ đô Washington cho đến những cái thành phố dài xuống miền California, xuống Houston, Texas, xuống everywhere, Oregon, Minnesota. Tony suy nghĩ đây không phải là một cái lý do mà đòi công lý gì đâu các bạn, mà là một cái sự phá hoại phá đám, phá hoại đất nước. Thấy chưa? Phá hoại của cải, cướp bóc của cải của người dân vô tội. Tiệm nail các bạn biết rồi, có cái gì ở trỏng đâu mà cũng vô đập phá, lấy tiệm nail, lấy những cái gì trong tiệm nail ngoài nước sơn với cái máy dũa, các bạn thấy không? Với cái ghế làm chân, mà ghế làm chân nặng quá tụi nó khiêng không có được. Chứ nếu mà nhẹ là chắc tụi nó cũng khiêng luôn mấy cái ghế làm chân rồi đó các bạn. Đó, thấy chưa? Thì nó tóm lại với các bạn thì sau vài phút tôi này cập nhật và chia sẻ với các bạn về cái chuyện mà thông tin về cái sự bạo loạn trong mấy ngày vừa qua, cũng như là tổng thống Mỹ phải đi xuống hầm trú ẩn.
Đây là lần thứ hai mà trong cuộc đời của Tony biết. Cái lần thứ nhất á, là 9/11/2001 đó các bạn, khi mà bị tụi khủng bố đó, ok, thì White House nó lockdown một lần đó, cách đây 19 năm. Bây giờ lần này là lần thứ nhì, 19 năm sau, sau vụ 9/11 thì lần thứ nhì White House nó lockdown bữa hổm, hồi bữa thứ sáu tổng thống phải đi xuống hầm trú ẩn đó các bạn. Trong cuộc đời Tony gần 30 năm ở Mỹ, hai lần Tony thấy cái White House nó bị lockdown đó các bạn. Đó, thì nói tóm lại thì Tony chỉ chia sẻ với các bạn một chút xíu về những cái thông tin mình nó vừa coi như là trải qua trong mấy ngày vừa qua mà Tony mới vừa cập nhật được, để cho các bạn nào mà chưa có thời gian đọc báo hay là chưa có thời gian xem TV thì các bạn xem cái video này thì các bạn sẽ cập nhật được thêm tin tức. Và một lần nữa thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video nha. Chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc, và nhớ tránh xa những cái cuộc biểu tình bạo loạn, đừng nên tham gia và cũng đừng nên lại gần các bạn nhé. Tránh xa càng tốt các bạn. Nó không giúp ích gì cho cuộc sống của mình ở Mỹ, mà nó có thể đem lại những cái mà coi như là trouble, rồi dính dáng tới luật pháp các bạn nhé. Rồi, see you in the next video. Bye bye.